Đồ gỗ Sơn Hà xin kính chào quý khách. Và vâng, trước mắt của tất cả quý hàng đây là một bộ sofa Sito mẫu chân đùi gà, mẫu ba văng, được cơ sở bên em làm trên nền chất liệu là gỗ hương đá của Nam Phi, làm theo đơn đặt hàng của anh Minh đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Và bộ sản này của em đã có video phần mộc đô rồi, thì hôm nay cơ sở em đã hoàn thiện xong. Và trước khi xếp lên xe để bàn trao trả cho anh để một kia ra để quay video, để lưu giữ kỷ niệm giữa anh cùng với cơ sở, đồng thời để giới thiệu quảng bá sản phẩm với tất cả quý khách, thì bộ sản này cơ sở em đang làm bao gồm có 6 món. Một chiếc đoàn dài với thước chiều dài là 2m80, chiều sâu là 80 và chiều cao là 75. Hai chiếc văng ngắn có đồng kích thước như nhau, ngang là 2m, chiều sâu là 80 và chiều cao cũng là 75. Kẹp giữa ba chiếc văng là hai chiếc đôn góc vuông 60 trên mặt, phủ bì sẽ rơi vào 78x60 các bác nhé. Và chính giữa đây là một chiếc bàn to tức là 85x1m70 trên mặt, phủ bì sẽ rơi vào 90x1m93. Hàng của sở em thì cam kết là 100% chất liệu gỗ hương đá trần xỉ lõi không pha tạp. Và bộ sỏm này đang được sơn BU là mỏ ốc chó, đi kèm theo đó là một bộ đệm da cờ leo Hàn Quốc dày 12 phân, mã là mã 11 các bác nhá. Nhìn cực kỳ là đẹp và sang luôn. Đấy, hàng của cơ sở em thì làm là hàng độ dày khuôn tranh dày 4, ván mặt là dày 2 và hoàn toàn là ván liền tấm. Nhưng mà khác biệt với hàng khuôn 4 ván 2 thị trường các bác nhá. Đấy, đầu tiên là phải kể đến phần đùi gà này. Đùi gà được cơ sở em làm cực kỳ là cong, dẻo và đẹp luôn. Bản rộng là 17 phân các bác nhá. Bản rộng là 17 phân và độ dày là 9 phân, chứ không phải đùi 12, 14 thị trường. Phần xa này, bản rộng là 8 phân và độ dày là 4 phân. Và từ phần đùi gà sang phần xa này của em là có mọng nhá, có mọng lối liền. Đấy, hàng cực kỳ là chắc chắn luôn. Không chỉ vậy, ngay cả phần cánh gà này được cơ sở em xoay bo hai đầu và cũng như làm dày là 4 phân. Dày là 4 phân. Đây, hàng mọng mạng đầy đủ này. Từ đây lên đây sẽ có mọng này. Đấy. Thì các bác cứ yên tâm, trẻ con hay là người lớn ngồi lên cánh gà này thoải mái, không lo bị gãy, bị hỏng các bác nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, cùng là hàng khuôn 4 phần 2 hay còn gọi là hàng VIP khuôn 4 phần 2 nhưng mà khác biệt về hàng thị trường. Đấy, các bác nhìn này, cánh gà được cơ sở em xoay đầu này. Đấy, rất là đẹp luôn. Tạo điểm nhấn này. Và phần ô tắp ngăn kéo đang được cơ sở em cải tiến này, làm bo cong này, rất là đẹp luôn. Đấy. Và ngăn kéo thì hiện tại cơ sở bên đang làm dây gỗ và làm mộng các bác nhá. Hàng làm mộng này, làm mộng mang cá nó sẽ lâu công hơn nhưng mà nó chất lượng bù lại hơn các bác nhá. Hoàn thiện hết cả trong lòng ngăn kéo này. Đấy. Khuôn tranh 4 và mặt dày 2. Và chiều cao từ mặt đất lên mặt ngồi của em rơi vào 30 phân và khi kết thêm đệm ra 12 phân lên nó rơi vào 42 phân. Và cao lên đỉnh tựa này, đỉnh tựa là 75. 75 và được bịt kín ván cả hai mặt và khung xương bao quanh này. Toàn bộ được cơ sở em làm dày là 4 phân. Dày là 4 phân hết các bác nhá. Đấy. Và hàng cơ sở em mà sẽ có thang hét lồng ván cho các bác. Thang hét lồng ván thì nó có tác dụng là chống cho ván không bị cong vênh, bị vòng lên các bác nhá. Đấy. Các bác xem này. Đấy. Là mộng hết các bác ạ. Mộng 100%. Đấy. Và không chỉ vậy, là phần tay tựa này, tay tựa cơ sở bên mang làm với chiều cao là cao 30 và để khi bác ngồi mình để tí tay không bị lệch vai và cũng được đóng lông khung xoay hình này, khung xương bao quanh này, toàn bộ là dày 4 phân hết các bác nhá. Dày là dày 4 phân hết. Đấy, rất là đẹp luôn. Cao, to, dày dặn các bác ạ. Đấy, khác biệt với lối hàng thị trường. Đấy, hàng thị trường chỉ 38 40 triệu thôi. Nhưng mà hàng của cơ sở em lại có mức giá gần 50 triệu. Tiền nào của ý các bác ạ. Và hai chiếc đôn góc đây đều được cơ sở em làm là đôn đùi gà, các bác nhìn này, rất chi là to, khỏe và chắc chắn luôn. Đấy, hai chiếc đôn góc thì sẽ có kính, cũng như bàn cũng có kính không nhá. Đây, bàn được cơ sở bên em làm là ván liền tấm dày là 2 phân này, rất là đẹp luôn các bác ạ. Và bàn này em làm cho anh là hai chiếc ngăn kéo hai bên đối nhau. Đấy, ngăn kéo thì cơ sở bên em mặc định sẽ làm là dây gỗ và làm mộng này. Đấy, và nếu như các bác nào không thích dây gỗ thì có thể yêu cầu cơ sở bên em làm dây bi cũng được các bác nhá. Đấy, đùi là đùi 17 các bác ạ. Đấy, hàng đẹp các bác, chất lượng các bác nhá. Đấy, bịt tựa cả hai mặt, gỗ hương đá 100%. Và cơ sở bên em có nhận làm hàng đặt theo cầu, tùy theo kích thước, dài ngắn, độ dây mỏng, chất liệu gỗ cũng như số lượng món các bác đưa ra. Đấy, và cơ sở bên em có giao hàng toàn quốc, hỗ trợ vận chuyển tận nhà. Và bộ sản phẩm 6 món gỗ hương đá hàng VIP nha, làm theo đơn đặt hàng của anh Minh đến từ thành phố Hồ Chí Minh, đang được cơ sở bên em chào bán công khai.
với mức giá thời điểm hiện tại là 63 triệu đồng. 63 triệu đồng bao gồm đầy đủ cả đệm, cả kính rồi các bác nhá. Miễn phí vận chuyển 80 km đầu tiên cho bác 63 triệu. Và bác nào muốn sở hữu một bộ như này, alo em qua số line đây. 058 474 43 hoặc kết nối Zalo. Và địa chỉ xưởng của em ngụ tại xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội các bác nhá. Nhận làm hàng đặt yêu cầu cũng như giao hàng toàn quốc, hỗ trợ vận chuyển tận nhà cho các bác. Nhận hàng được kiểm tra hàng thoải mái các bác nhá. Và video clip của em đến đây dài rồi, em xin kết thúc video ở đây. Xin chào.